Tiếp tục trao đổi với chư vị về cái môn tâm lý học trị liệu. Chúng ta đã được 17 trang. Hay quá. 3 buổi. Tổng cộng chúng ta là 559 trang. Chúng ta sẽ học cho tới loài luôn mới xong môn này. Thôi chứ từ từ biết được bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Cần chất lượng chứ không cần số lượng. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Rồi chúng ta qua phần B, đối tượng tiếp nhận. Cô bảo nay đụng lịch gì bên ngoài cô nên nó đi học không biết gì được. Dạ, không biết nữa, không nói em đụng gì, nó dạ em đụng chưa. Không, nó biết bên đây thôi cho làm khác. Dạ. Đối tượng tiếp nhận hay người thụ hưởng có thể là một người hay một nhóm người trong mọi lứa tuổi đang có những cái rối loạn về tâm lý tâm thần, hoặc một cái đôi vợ chồng, một gia đình nên có những rắc rối khó khăn về quan hệ ứng xử tình cảm, tài chính, công việc, hoặc một cá nhân đang gặp phải những sự buồn khổ, lo sợ, khủng hoảng, mất mát, hoặc một người đang mắc phải những rối loạn về nhân cách, hành vi, có những tập quán xấu, bê tha, nghiện ngập, hoặc một đứa trẻ đang có vấn đề về học hành trong quan hệ gia đình hay sinh hoạt với bạn bè, vân vân và vân vân. Tóm lại, đối tượng trị liệu là bất cứ ai và từ bất cứ nơi nào muốn tìm đến với tâm lý trị liệu. Vậy thì bây giờ trong cái đoạn này là bài tập là mênh mông rồi đó. Trong đoạn này là bài tập mênh mông rồi nè. Mênh mông chỗ nào? Mông chỗ nào? Đối tượng. Yeah, mỗi một đối tượng là chư vị phải giải quyết. Ví dụ, chị nói một cái người á bị ví dụ như là một gia đình đang có những rắc rối khó khăn về quan hệ. Rắc rối khó khăn về quan hệ, tức là mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong gia đình rắc rối. Chư vị sẽ xử lý sao? Quan hệ gia đình rắc rối như cái chữ rắc rối vậy đó. Từ tiếng Việt mình đã lắm, cái nghĩa là sao cái chữ nó cũng hao hao giống vậy. Rắc rối. Nó trúc trắc trục trặc như chính cái chữ trục trặc trúc trắc. Vậy thì quý vị xử lý chuyện này đó. Rồi á, gặp những cái rắc rối trong ứng xử nè, trong tình cảm, trong tài chính. Mỗi một cái là một trường hợp mà các bạn phải xử lý đây ha. Về tình cảm này, về tài chính này, về công việc nè, hoặc là sự buồn khổ, lo sợ, khủng hoảng, mất mát nè, vâng đó, mỗi cái kiểu đó. Và chắc chắn tôi tin rằng trên cái con đường đồng hành của quý vị sẽ gặp ví dụ như là một cái trạng thái mất mát, đâm vỡ cây đàn, giận người đâm vỡ cây đàn đó, đó là trạng thái gì? Mất mát. Đây, và giống quý vị gặp thôi. Vậy thì quý vị phải trị liệu thôi, không có cách nào khác đến hết á. Phải trị mà liệu sức mà trị, không là trị liệu. Có ai đó muốn trị liệu một cái ca nào đó trong tất cả những cái đám này không? Đứa nào muốn trị cho cái chuyện mà bê tha nghiện ngập không? Không, cái đó là kêu chết đi. Cái gì ghê vậy tôi? Thôi là một đứa trẻ vấn đề về học hành nè. Này chắc Moni có kinh nghiệm nè. Chúng ta nghe chuyên gia trị liệu Thạch Moni. Mời anh em sân khấu hướng về đối tượng đó. Hey, đừng tay bị tổng đài. Hay làm gì vậy? Đừng tay lại. Nói thôi. Gắt cái máy vô đây. Thạch Moni. Cái vấn đề học hành hả? Vấn đề học hành em thấy thứ nhất á, là nên vẫn chia theo tiếp cục, nó chia nhỏ theo cái đối tượng nữa. Tại thật ra mỗi cái ở dạng đối tượng khác nhau, ví dụ các bé mà ở tiểu học hoặc trung học cơ sở đi, không thể nào chữa theo cái kiểu là ngồi đó phân tích học có giá trị này 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 kia, phải học, mà đầu tiên là phải thiết lập cái hành vi trước, là học những cái nhỏ, nhưng ít ra có sự động viên khích lệ, và nó nghĩ là với cái việc học như vậy nó hoàn toàn nó làm được, thì mới khuyến khích sau này nó học nó nhiều hơn một tí để nó phát triển hơn về cái năng lực hiện có của đứa đó. Nhưng mà thực chất là mình muốn kiến tạo cái hành vi để sau này nó thành cái thói quen. Từ thói quen nó dễ thiết lập hơn là cái việc là nó sẽ làm, thay vì thời gian nó làm những thứ tập vào khác thì nó lại dành cho cái việc kiến tạo một cái hành vi mới mà tốt đẹp chính nó. Còn với những ca mà lớn hơn thì em chưa có cái kinh nghiệm. Ca nhỏ thì em nghĩ là cái cách tiếp cận có thể ở mức đơn giản hơn. Hành vi. Dạ. Ok. Này có thêm ý kiến nào khác ngoài cái thân chủ kiểu như vậy?
hoặc là ý kiến góp ý thêm cho thân chủ của mình đi. Cô Tiền ca lớn hơn kìa cô Tiền. Cô còn không thích không mà kêu ca lớn mà sao? Cô kêu bên đây chứ, bên đây ca lớn được không? Mời cô Tú. Cô Tú này. Có gì đâu. Chết thôi chết đi. Chết đi. Đứa nào nên chết thì nó sẽ chết thôi. Đúng ý của Tú. Cho nên khi nhìn ở góc độ trị liệu của vậy thì bệnh không à? Nếu bệnh không bệnh này cho mình kia đó. Nếu mà mình nói về vấn đề học hành đi, có vấn đề về học hành thì ai mà chả có vấn đề học hành. Bệnh hết. Ê, là bệnh hết. À, chỉ là bệnh gì? Bệnh đó có đáng sợ hay không đáng sợ? À, chứ bệnh hết. Ok, rồi có ai cần trao đổi thêm gì cái này nữa không? Đó là tôi quà. Trong các bệnh viện và trung tâm y tế, các đối tượng tiếp nhận thường gọi là bệnh nhân. Cái từ bệnh nhân đó, cái chữ này đọc làm sao đây? Patient hả? Bệnh nhân. Patient. Patient hả? Đúng rồi, patient. Có chữ cuối không? Có. Patient. Là bệnh nhân. Nhân á, tại các phòng khám họ thường gọi là thân chủ. À, sang hơn là con bệnh thôi. À, đây gọi là thân chủ. Chủ khí. Đây, đi vô gặp bác sĩ thì mình gọi là con bệnh. Đi vô gặp chuyên gia tâm lý, người ta tôn mình lên đầu. Ui, thân chủ của tôi. Vô là cái là thấy hết bệnh rồi. Thân chủ. Vô thấy kêu là thân chủ là thấy hết bệnh. Giống như bên gì nè? Marketing. Giống như bên gì? Luật sư. Chủ. Thân này nên được hiểu là như thế nào ạ? Thân có theo kiểu gần gũi. Hả? Thân chủ tức là thân mình hiểu được gần gũi cũng được, mà thân mình hiểu theo cái kiểu là chủ cũng được. Ví dụ cái bản thân, các bạn thân. À, thì cái từ thân là cái chủ. Thân chủ là chủ. Chủ là đây. Thân chủ hợp lý hay khách hàng nha, đó thì người ta thường dùng từ thân chủ nhiều hơn. Trong cái thực tế thì cái tên gọi này thường được sử dụng lẫn lộn mà luân phiên không có gì khác nhau. Vì sao lại như vậy? Có các lý do sau đây. Thứ nhất, đối tượng của tâm lý trị liệu thường là những thành phần đa dạng và phức tạp về nhiều vấn đề, chứ không chỉ là bệnh nhân tâm lý tâm thần. Nhiều vấn đề lắm, có nhiều khi người ta không thấy bị tâm thần mà cứ kêu người ta bệnh hoài, người ta chịu. À, người ta chỉ là bị gì thôi, bị bất ổn và bị học hành thôi, hoặc là bị bồ bỏ hay gì đó thôi. Nhưng kêu ta là con bệnh sao được, mẹ ta đâu có chịu. Mình bước vô kêu ê con bệnh, mày khai bệnh coi cái là ta thấy ta bỏ đi về, ta không thèm nói nữa. Ta có thể tự chẩn người ta dù người ta bệnh. Giống như là người ta có một cái vấn đề người ta cần tư vấn như thế. Đúng rồi, người ta chỉ là đem đến một vấn đề thôi. Dễ nhiên một đứa ung thư này nó cũng đem cái vấn đề ung thư nó đến bác sĩ thôi. Thì cũng vậy à, được cái họ khổ vậy đó ha. Những cái chuyên gia trị liệu theo phương thức y khoa đó thì thường gọi các cái đối tượng trị liệu là bệnh nhân. Vì họ quan niệm rằng tất cả các rối loạn tâm thần, tâm lý đều có nguyên nhân từ sự rối loạn của não bộ. Thì ở đây là cái này là cực đoan. Người ta cho rằng tất cả những cái đó là rối loạn của não bộ, tức là rối loạn của sắc pháp. Mà rối loạn của sắc pháp nó chỉ một phần thôi, không chắc chắn là nó rối loạn sắc pháp, quay rối loạn não bộ. Và ví dụ một cái người bị sang chấn về tâm lý đi, thì mổ não họ ra họ đâu bị khối u, họ cũng không phải phù não, họ cũng không bị xuất huyết não, lắp lại chết lúc đó mới bị đó lúc đó mới chết.
Như vậy thì cái người nó bị sang chấn liên quan tới tâm lý thì không phải là do não bộ định, mà do cái thứ được sản sinh ra từ não bộ định. Trong đó có yếu tố về não. Mà cho tới hiện đại này người ta vẫn không nghiên cứu cho ra kỳ luận rằng cái mối quan hệ giữa các cái vật chất trong não bộ dẫn đưa đến sự hình thành các yếu tố tinh thần như thế nào. Người ta vẫn chưa nghiên cứu ra được cái điều đó. Tất cả chỉ là những con số không tròn trĩnh mà thôi. Do đó mà người ta chữa trị một cách đón mò thôi. Cho nên nếu mà ai học cái buổi duyên sinh từ có dạy hôm ngày thứ bảy sáng đó, thì quý vị sẽ nói khi mà học về thập nhị nhân duyên thì quý vị sẽ có một cái nhìn cảm thông cho đặc quyền, cho sinh mầm rồi, cho đề cá hay là cho cả các mạng. Chúng ta sẽ có một cái nhìn cảm thông hơn cho họ vì chúng ta có sự hiểu rõ ràng rằng đâu là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Còn họ thì không biết, vì họ không biết nên họ đoán mò và chữa đại. Đó là lý do sao mà bệnh liên quan tới tinh thần chữa hoài nó không hết. Tức là nó chỉ sửa về cái cấu trúc cơ thể vật chất thôi, nó không sửa được cấu trúc của tinh thần. Đúng không? Không có hôn cái bộ. Không bộ quá vậy. Bánh cơm. Đúng rồi. Những cái chuyên gia theo phương thức nhân văn, hiểu mình không biết tiện. Lại cho rằng những vấn đề thuộc về tâm lý, tâm thần không thể được quan niệm đơn giản như là một bệnh lý của não bộ như theo định nghĩa của y khoa. Tức là bên tâm lý thì người ta không có chịu. Người ta không có chịu nói là bệnh nên não bộ. Người ta thấy người ta não bộ vẫn bình thường, đâu có xảy ra cái vụ tai nạn nào đâu mà sang chấn não bộ. Là chỉ sang chấn về tinh thần thôi, chứ não bộ vẫn còn y xì như vậy. Có nhiều dấu hiệu và triệu chứng tâm lý tâm thần thật ra chỉ do những tác động của hoàn cảnh và tình huống, do ảnh hưởng của những thói quen mà thôi. Các chuyên gia này thường xem thân chủ của mình là những cá nhân đang có những khó khăn vướng mắc về mặt tinh thần hay về mặt hoàn cảnh cần được giúp đỡ và hướng dẫn để thay đổi và vượt qua. Trước giờ họ đã bắt đầu ngay cả khi mà cái quan niệm thân chủ nó được gọi ra bằng miệng đó thì nó đã là một kỹ thuật tâm lý rồi. Là một kỹ thuật tâm lý làm cho người ta chi bớt đi cái sự tự ti về bệnh của mình. Thì người ta không nghĩ là người ta bệnh thì người ta mới có cơ hội hết bệnh. Cũng giống như vậy á, ví dụ như bạn Âu Minh Trí thì bạn ấy luôn luôn á nghĩ trong đầu rằng là mình chậm lắm, mình suy nghĩ chậm lắm, mình cái gì mọi thứ cũng chậm hết, cái gì ai cũng nói mình chậm. Phải gỡ cái đầu đó ra mới cho nó suy nghĩ kiểu như vậy. Vì sao? Vì mình đã suy nghĩ như vậy, thời chưa chậm cũng sinh ra chậm. Tự mình đã cho mình chậm rồi thì làm gì mình còn cho mình cái quyền nữa nha. Do vậy phải gỡ bỏ cái tư tưởng đó liền, phải sửa. Do đó chư vị nào mà đã giải trí các phân ngôn mà nó nói nó chậm nữa là phải phản biện, chỉ ra cho nó không có chậm. Trước tiên nó tin rằng nó có thể cải thiện được cái vấn đề chậm đó của nó thì nó mới làm được. Còn nếu như nó nghĩ nó chậm mà ai cũng nói nó chậm hết, nó mặc nhiên nó chậm rồi khỏi sửa nữa, không như vậy luôn, thậm chí nó ngày càng chậm hơn. Đó cũng là kỹ thuật tâm lý đó. Nhưng mà mình khi mình nghe nó mình biết được ngay là mình phải điều chỉnh cái gì, bởi vì nó rớt vào trong cái loại nào. Đó là tâm lý hết. Cho nên là chư vị mà phải cần học tâm lý thì làm giáo dục là như vậy đó. Nó liên lớn với nhau rất là trực tiếp. Giống ngành làm việc với con người mà. Thứ ba, nhiều cái chuyên gia tâm lý trị liệu thường thích gọi đối tượng trị liệu của mình là những cái người khách hàng, là thân chủ thay vì bệnh nhân, để tránh cho thân chủ của mình cái cảm giác hoảng sợ lo lắng rằng mình là một con bệnh hoạn. Thì dễ chuyển hơn, tức là người ta có một cái tinh thần mà người ta cởi mở hơn, thoải mái hơn thì lúc này nhẹ nhàng hơn chứ. Chị gọi là bên này không thấy con con sóc ha, con sóc con ha. Sóc con tạm cô quý. Tự nhiên nói vậy.
Mẹ mua sách đầu tiên luôn mà, hôm nay cũng đi học nha. Để tự chữa cho chính mình. Rồi, therapeutic relationship, mối quan hệ trị liệu. Mối quan hệ trị liệu giữa nhà trị liệu và thân chủ hay còn gọi là liên minh trị liệu. Liên minh trị liệu. Ghi cái chữ đó đi ha, này quý vị có sách hết nè, nên tôi khỏi phải ghi. Cái từ thera đó, therapy hôm trước mình học là trị liệu đó. Nó là trị liệu thì bây giờ là nó ráp vô. Thera đó được đánh giá là rất quan trọng cho khả năng đạt được mục đích và mục tiêu trong một cái ca bệnh. Nguyên cái câu này ý là gì? Chữa bệnh tâm lý thì không thể chữa một chiều. Không thể chữa một chiều. Chữa một chiều giống như nhả tràn sang các biển đông. Do vậy mà khi mà trị liệu tâm lý thì đầu tiên hè nhà trị liệu làm gì? Đúng rồi, thích hơn nhà thân. Phải làm sao để cái công việc này là công việc của đôi người chứ không phải là của một người. Phải làm cả hai cùng làm, cả hai cùng cố gắng, cả hai cùng phấn đấu. Đó là cái phải đạt được. Cho nên đó là lý do mà tôi nói với quý vị mà khi mà đi vô trị liệu sâu rồi đó, ông bác sĩ là thế nào cũng có con vợ của bệnh à, mà bà tâm lý thế nào có thằng chồng điên à, chim nó vô cái nó dính đó, gần nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là gì đó. Cả hai này được hiểu là thân chủ và cái người trị ha. Đúng rồi, cả hai đó tạo thành một cái liên minh trị liệu. Liên minh trị liệu tức là không thể nào một mình được. Cũng giống như vậy, quý vị thấy công việc đồng hành, quý vị để ý đây, có phải vậy không? Đầu tiên là quý vị dụ khỉ trước. Dụ khỉ đây trước đó có thể phối hợp với quý vị để làm được. Chứ mình quý vị, một tay thì dỗ không kêu, hai tay thì dỗ nó mới kêu. Cái tâm lý này hay như vậy đó. Thế là phải làm sao để cái người mình đồng hành đó, cùng với mình làm thì mới được chứ. Chứ coi mình làm mới sao được. Ở trên đây mà nếu như cái nào mà một mình làm thất bại. Thất bại. Ví dụ thất bại gì? Chống đó hả? Tập cái kế hoạch thời gian biểu. Mình lập chứ em. Cái đó là hết. Cái đó là làm lắm, đi sớm. Chỉ một cái tay thì dỗ không có kêu, dỗ vô đâu mà kêu vậy. Vậy mình phải hỗ trợ. Không, mình phải làm sao để cho em thấy rằng cái việc lập thời gian biểu là quan trọng. Để cho em tự thấy rằng trời tôi phải làm chuyện này mới được, nó là quan trọng trong đời tôi. Họ phải làm, họ phải tự tay họ làm, họ phải thề với trái tim nhỏ bé của họ là họ làm. Thì lúc này họ mới làm. Còn không thì sao? Ta làm cái lập cho vui thôi. Chứ người không bao giờ người làm. Này, cho nên nó áp dụng tâm lý thôi. Vô hiểu chưa? Đó là lý do sao mà 7 giờ rưỡi sáng nào cũng đâu thấy Út Bảo qua đi học đâu. Ủa làm đó nó cũng đâu qua. Vậy thì nó bị vấn đề gì? Vậy thì nó bị vấn đề gì? Em nó làm theo phong trào. Làm theo phong trào. Chứ không phải là tự nó thấy rằng phải làm. Và nó kêu cứu rằng mọi người chỉ tôi làm đi. No. Mà là vì được kêu gọi để làm. Nên làm. Nếu mình không làm thì mình trở nên cá biệt. Mà ai cũng sợ cá biệt hết. Ai cũng sợ cá biệt. Thế nên họ làm. Họ làm với một cái hình thức đối phó là thật. Thế nên sẽ không diễn ra đúng được những việc kế hoạch. Làm sao đó giúp cái trường hợp đó bây giờ thì chỉ còn một cách duy nhất thôi là phải chuyển hóa từ cái trạng thái bày đàn về trạng thái nhận thức cá nhân. Tự bạn đó, tự thân chủ đó phải nhận thức về việc mình làm đó, đem đến giá trị gì. Dĩ nhiên nó là một quá trình. Mà cái người đó, người ta đã quen với nó sống bầy đàn rồi. Bây giờ mình bắt người ta tách ra khỏi cái đàn đó để tự nhận thức về bản thân mình thì rất là khó. Chính xác, cho nên mới phải từng step, 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 step một.
vậy, có thể nói là theo kiểu là mình ít nhất thì mình cũng phải duy trì cái sự tương tác với người đó để mình tự chuyển hóa từ ngoài đó thành nhận thức của cá nhân người đó. Tức là như thế này, cái điều mà người ta không có làm được đó là người ta chưa nhập tâm được, rồi thấy cái chuyện đó chưa phải của người ta. Thì như vậy mình sẽ tạo tất cả những sợi dây liên quan tương sinh bát tiết chá sinh bát bà đá để họ nhìn thấy được cái điều đó quan trọng. Mà cái đó chúng ta không biết được cái gì quyết định. Có nhiều khi nó nhìn thấy đứa bạn cái bên nó làm được cái chuyện đó, ồ sao hay quá, thôi mình làm. Cái duyên đó đến với nó. Có nhiều khi nó thấy mắc cỡ với mấy bạn ai cũng làm được cho nó mà bị ghét là. Có nhiều khi vì một câu nói của mình, đây là cuối cùng tôi nhắc bạn, tôi không nhắc bạn nữa, bạn làm tôi thất vọng. Vì thế nó là trong tất cả những thứ đó mình không biết cái nào hợp với nó, vì mình không có lộ tận thông nên mình phải thử qua từng cái, mình phải thử từng cái hết. Để nói vậy đó, kể nghe hôm bữa tại vì mỗi bữa thì Kỳ nó học đơn với em thôi, thì thay đổi cách tí là Khôi rủ Khôi vô học nữa, thì được cái buổi thứ hai Khôi vô học á là học thuộc thơ, học văn á, học bài thơ. Thì Kỳ nó học chậm dữ lắm, thuộc rất là chậm. Nhưng mà lần này thì có sức hút từ trai 3 bài thơ trong vòng 90 phút thuộc hơn 3 bài. Lần đầu tiên thấy nó cố gắng như vậy. Nhiều khi nó ganh tị đó. Thôi cũng đó, tại vì mỗi lần Khôi thì em sẽ khen Khôi trước. Cũng có. Thế cái đó là một, ít nhất là một cái biện pháp tạm thời để nó có thể duy trì sự tập trung. Thì bắt đầu từ từ. Biết. Từ từ, cái mình lên từ từ. Bạn rất nhiều cách, bạn rất nhiều cách khác nhau. Nhưng mà mình hiểu rõ là cái cách đó chỉ là nhất thời, và nó chỉ là một phương cách để duy trì cái trạng thái này nó ổn định trong một đoạn thời gian delta t nào đó thôi. Chứ nó không phải là cách mà nó trường thiên được ở trong tất cả thời gian sau. Mình phải làm sao để kiến tạo được một cái thói quen cho chính đứa trẻ đó, là nó phải nhận thức được là cái chuyện nó phải cố gắng. Và cái việc mà nó tìm đến mình á là bằng cái tâm thế một sự trợ giúp, chứ không phải là bằng một sự ủng hộ. Tới chừng nào quý vị làm được một cái chuyện là nó kiếm quý vị bằng tâm thế của một cái sự trợ giúp, là coi như quý vị thở phào nhẹ nhõm, thành công. Nó còn lại thuộc về mình. Tức là nó hoàn toàn nó quyết định là nó biết được cái chuyện nào là nó cần đến mình và nó nhờ vả đến mình để giúp nó, chứ không phải là nó quăng cuộc đời nó vô mình để cho mình làm cho nó. Không phải chuyện đó nữa. Thì coi như là quý vị hoàn mãn rồi đó, quý vị biết là chuẩn bị rồi đó, sắp xa nó. Sắp xa. Ông Phương Phan từ hỏi chắc. Nhưng mà ở cái chặng đầu này, ví dụ như có những lúc đi mình duy trì cái sự tương tác là nó nghe theo và nó làm. Nhưng mà cũng có những lúc nó không làm, cái mình rất là bực bội, mình dùng theo kiểu cưỡng chế á. Nên cũng bất khả. Giải quyết như thế nào. Lao động cưỡng bức. Cái chiều đó thì nó chỉ phù hợp trong những trường hợp nhất định thôi, rất là những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ một thân chủ nổi riêng thì phải khẩn cấp chích thuốc mê thôi. Đó là trường hợp khẩn cấp, nhưng nó không phải là trường hợp lâu dài. Không những cái lâu dài. Và cũng nên linh hoạt để nó không có thấy mình một màu sắc, là mình lúc nào mình cũng cưng bức nó. Dạ đúng rồi. Cũng chưa hẳn, cũng chưa hẳn. Bởi vì cái việc mà khi mà quý vị trị liệu hay quý vị đồng hành á, thì nó là một cái đoạn thời gian rất là dài. Không thể nào quý vị hay gặp mặt là cứng bức, làm gì cứng dữ vậy? Chứ không thể. Cho nên là chắc chắn quý vị sẽ có nhiều màu sắc khác nhau. Khi vui, khi buồn, khi quạo quọ, khi bực bội, khi chửi bới, khi thương yêu, đủ các kiểu hết. Và đó là màu sắc của cuộc sống đó. Trong cuộc đời này em chưa đánh người, nhưng mà từ khi đồng hành em đã biết đánh người. Gì ghê vậy lại? Đi cút một chút. Đánh thế nào luôn? Đúng rồi. Đánh được hả? Có rồi đấy. Hả?
Cái này thì kỳ quá rồi. Ai tôi thì tôi vô từ từ quý vị sẽ có tới cái điều đó thôi, nó không có. Nhưng mà ví dụ như có cái trường hợp giống như cái trường hợp ba thì nói là ví dụ như nó vì cái lời nói của mình, vì cái mong muốn của mình nó làm cho cái điều đó. Nhưng mà qua ngày 1, ngày 2 nó thay đổi mình đâu phải vì cái nó muốn đâu. Nó vì cái lời nói của mình thôi. Mình cũng không muốn cái điều đó được duy trì nữa thì phải làm sao để cho nó hiểu được là nó chỉ là một cái bất chợt nhất thời. Một cái duyên đến với nhóm mình nó làm thì nó dĩ nhiên mình còn phải trợ thêm nhiều duyên nữa, vì nó vẫn chưa phải là cái người tìm thấy cái chuyện cần làm để làm, thì mình vẫn là phải là một cái người gieo cái đó cho nó đầy đủ thôi. Cái chừng nào mà cái giọt nước rớt vào đủ thì cái ly nó tràn ra là xong. Còn nếu như mình chưa làm được cái chuyện đó thì chưa đủ. Cho nên khi mà quý vị đồng hành á, nó là quá trình quý vị trị liệu đó. Mà rộng hơn nữa là khi mà quý vị dạy, đứng dạy nó quá trình trị liệu, trị cho người ta nhé. Đó là quá trình trị liệu không gì. Đến một lúc nào đó, bất kỳ lúc nào quý vị nói chuyện với một ai đó thì đều là trị liệu. Nếu để gặp tất cả mọi người đều là trị liệu, vì ai trong chúng ta cũng có những căn bệnh nhất định về tâm tánh luôn luôn có. Chỉ thì gặp bất kỳ người nào cũng đều là trị liệu. Chỉ có cái người mà được trị liệu người ta thấy thôi. Nếu một cái người có đủ trình thì người ta thấy được, à cái người này đang khéo nhắc ta về cái căn bệnh nào đó của ta. Ta phải nhìn nhão để mà đi sửa cái điều đó lại, thì người ta hiểu được cái chuyện đó. Đây, vì đó cũng là một người chị này là hiểu. Những nhà chị đều gặp nhau ý, họ gặp nhau trên đây họ tế nhị đó, họ chỉ nói một cái trăng hoa tiếp núi sông thế là họ biết rồi. Rất là bởi vì họ cùng làm cái chuyện đó mà họ hiểu hết, nhưng mà họ chấp nhận nhau cái chỗ là bởi vì chúng ta vẫn còn là những cái người phàm phu, cho nên có nhiều cái chúng ta chưa có sự, mà chúng ta cần cái sự nhắc nhở. Dĩ nhiên đối với họ thì cái chuyện nhắc nhở nó nguy tế, chắc phải thô thiển, phải cần chửi vào mặt. Đó là sự trị liệu của những nhà trị liệu quý nhau. Tinh tế. Không cần phải kéo lên rồi lột mình ra tán cho 30 cái. Thế đâu mà trời. Thứ ba rồi hả? Lướt qua thôi. Là thì... liên minh trị liệu. Vậy đó. Thì quý vị thích cái gì cần gì hỏi cho quý vị cứ hỏi thì quý vị đang trị liệu đó. Mối quan hệ trị liệu có được thuận lợi cho tiến trình chữa trị hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Cái này thiệt sự là nó ảnh hưởng ghê đó. Có những cái chúng ta cố gắng là chúng ta nắm được kiểm soát rồi đó, nhưng mà cái bụng mất kiểm soát vô thường vậy. Và nhiều khi chúng ta đã mất kiểm soát ra cái tự cái bụng cái không có là hết từ tất cả những việc này. Nó dễ thương vậy, mà khi mà quý vị làm quý vị sẽ thấy cái sự vô thường mà thay đổi liên tục bất tận. Thì nếu như mà khi mà làm cái đó mà quý vị không thấy được cái vô thường, quý vị sẽ khổ liền, khổ dữ lắm. Quý vị thấy được cái vô thường nó thay đổi như vậy đó, một cái cách mà nó rất là cảm tính thì quý vị sẽ bất khổ đi. Bất khổ là do đâu? Ôi, ta làm bởi vì điều này đáng làm thôi, chứ không phải ta làm để cho cái điều này được thành tựu như ý nguyện. Nó không như ý nguyện cái ta buồn. À, thì khi mà quý vị đồng hành, quý vị sẽ thấy được cái chuyện đó. Tôi nói ví dụ, hồi tôi đồng hành với con bò. Cái tự nhiên năm lớp 8, cái tôi có cơ hội, tôi đưa, tôi rước nó đi học. Là tại vì tí má để đi làm, không ai người không ai rước nó hết. Chỉ có nguyên một khoảng thời gian nguyên học kỳ 1 lên lớp 8. Đó là cơ hội. Cái trùng cái bắt đầu tới là nó có xe nó đi một mình. Thì cái thời gian đấy mà tương tác liên tục nó không còn nữa. Thì cái đùng cái chợt có, cái đùng cái chợt mà. Cái thì chạy, chặn như vậy. Cũng giống như quý vị bây giờ, quý vị đồng hành, cái quý vị có được, ví dụ một cái đối tượng thân chủ nào đó của quý vị có cái thời gian để trao đổi tương tác, cái đùng cái giờ nó chuyển nhà nó xa mà nó bệnh đậy người hết,
thời gian gặp quý vị thì không có, chỉ có những cái nào. Thế thôi. Mặt nó chợt đến mà nó chợt đi, cơn mưa mùa hạ vậy đó. Muốn thử. Tôi nhắc cái tự nhiên tôi nhớ tới con sóc. Lúc trước nhà xa mình dự dợi bắt ráp đi, dẫn dán mùa quan học. Nó là ngoan, giờ nhà sắp bên lừa như con heo. Cô nhìn thẳng vào camera cô nói kìa. Đó, thì quý vị thấy có những cái nó vô thường bí ngoài. Để chúng ta khó để mà lường được chuyện gì. Chỉ có cái là việc ta thì như là mình phát hiện là cái người tên Vua A nó đang giao tiếp với một cái đối tượng khác. Nhưng mà nếu như trước đây thì nếu mình biết đối tượng khác đây, đối tượng không tốt thì mình ngăn cấm hoàn toàn. Nhưng mà mình chợt nghĩ là đặt câu hỏi liệu mình ngăn cấm như vậy thì có giải quyết được cái vấn đề đó không? Và tiếp tục đi tìm hiểu, tiếp tục quan sát, tiếp tục mình tiếp cận thì mình mới xét tiếp cái đối tượng, cái đối tượng mà thân chủ A của mình đang tiếp xúc đó này. Còn rốt cuộc cái người này có phải xấu bệnh mặt hay không? Thì mình đang dùng cái ánh mắt chủ quan của mình để quy chụp người đó là người xấu hết. Vậy là nếu mình cho phép thân chủ A của mình tiếp xúc ở cái này, cái này, cái này thì thân chủ A mình lại có cơ hội học cái này, cái này, cái này. Đó, thì với những cái điều chưa tốt đó, thì mình có thể tìm một cái cách khác nó nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn để nhắc khéo người đó, để người đó không có rơi vào cái gì đó. Thì con làm gì đó là tốt hơn chứ? Chưa phải là tôi đúng nhất. Ai có cách tự hơn không? Giống như vấn đề chút trình bày. Trên đó còn nhiều cái phải được phân tích nữa. Khi mà phân tích ra rồi quý vị mới có được thêm những cái góc nhìn khác, góc nhìn khác thì bắt đầu quý vị mới có ra nhiều phương án mà được cái tu nữa. Ông có thể nào từ miệng ông tóm lại câu nói này? Con ý thức được, con nói rõ lắm rồi đó. Nó còn là rõ hơn nữa đó. Có một cái thân chủ A nó đang tiếp xúc với một cái đối tượng B. Đây là tương lương tốt. Ta trong vai trò là người đồng hành trị liệu cho người thân chủ A. Bây giờ ta sẽ làm gì với mối quan hệ này? Thì chút chọn cái là sẽ quan sát cái người B, rồi xem như là người A này đang có một cái cơ hội để mà học một cái điều gì đó từ cái chuyện người B, không vội vàng định kiến cái mối quan hệ này là xấu, đúng không? Đúng. Đó. Nên chỉ nó mới chỉ dừng lại ở cái suy nghĩ thuộc về chính mình thôi. Cái nó còn thiếu á, là làm như thế nào đó để ví dụ mình thấy những cái tốt của B mà nó có khả năng ảnh hưởng tới A đi, thì ít nhất là phải có thiết lập được cái thời gian là phải tương tác với A để hạn chế được cái thời gian tiếp xúc người B, bằng việc tạo ra cái các hoạt động để cho người A, nếu người A có thể tham gia vào các hoạt động đó, từ hoạt động đó thì lại tiếp xúc được môi trường mới, và những môi trường đó mình thiết lập được cái hệ thống là mình kiến tạo những cái điều tốt đẹp, nó tham gia cái này thì nó bớt thời gian để làm bên kia. Còn nếu được nữa, nếu mà có sự hỗ trợ cộng sinh với bên B nữa thì hai đứa được cùng tham gia các hoạt động với bên này. Nhưng mà như thế có cái em nghĩ hướng đi, Du đang đi một cái hướng đi đó, nhưng mà Du không có phân tích cho nó kỹ ra, cho nên Du chỉ có hướng đó vậy. Một cái nữa em nghĩ á, sở dĩ A nó vẫn còn tiếp xúc với B nhiều, tại vì hai đứa nó sẽ có nhiều cái sự gọi là đồng điệu. Vậy làm thế nào đây? Tương ứng đồng khí tương cầu. Dĩ nhiên rồi. Chứ nó không còn đồng điệu với B, mắt của nó gì ta đi ngồi đây ta đồng hành với nó. Xịt. Anh thấy dùng cũng không thấy dùng. Đúng không? Chứ nó tốt hơn cần tên này chứ. Ví dụ đi, bây giờ ở đối tượng là người ta, ta này là mình á, mình mình đang nghĩ theo cái chiều B là hãy nghĩ là B có những cái tốt cần phải học. Vậy tại sao không đi luôn cái hướng là người B có những cái xấu cần né? Và cái việc là cần làm là chỉ cho người A thấy với cái B đó nó có những cái xấu đó. Vậy với những cái xấu đó thì quá trình tiếp xúc lâu dài bạn có thể bị nhiễm không? Thậm chí có thể chỉ ra luôn hiện tại bạn đó có gì xấu mà nó bị ảnh hưởng bởi cái kia rồi, và bạn có muốn thay đổi nó không? Thì như vậy mình mới đi tiếp con đường là tìm để giúp người này thay đổi nếu người này có mong muốn. Còn không là lại phải tiếp tục tạo ra, nếu mà còn mong muốn phải tạo nếu ra những cái người A mà họ đã nhận thức được cái người B là không tốt, họ đã buông rồi.
không thì chỉ chọn bên kia thôi. Mọi người cho thêm ý kiến. Cái ca này nó giống như cái ca mà con bé bên kia tôi dạy á, thì ngày nào nó về nó cũng không phải ngày nào chứ từng ba ngày. Cái ngày nào là sao? Lúc nào vô học á thì đầu tiên nó cũng kể hết chuyện chung trường thì nói về cái bạn B này, bạn B bạn C bạn D tùm lum các kiểu. Thì cái chuyện của tôi là tôi sẽ ngồi tôi nghe đó nó kể, rồi trong quá trình mà nó kể tới đâu á, ví dụ như như cái bạn này có cái này nè cô, hoặc là cái bạn này làm cái việc này nè, thì tại cái thời điểm đó thì sẽ cho nó ngừng lại một cái để chỉ cho nó biết là à, cái chỗ là cái hành động của cái bạn này nè nó đang tốt ở chỗ này nè, cái chỗ nó mới học được nè. Rồi tiếp theo nó kể tiếp thì có cái chỗ nào mà cái hành động nào nó không tốt nào, hoặc là cái lời nói nào nó không tốt nào, hoặc là cái cử chỉ không tốt nào thì mình chỉ ra, thì mình nói là cái chỗ này nè thì mình phải tránh như thế này nè. Rồi nếu như mình là bạn thân với bạn kia thì mình cũng nên chỉ cho cái bạn kia đã. Cái thân chủ A đó chịu chia sẻ những cái điều bạn nó đang gặp với những người đồng hành đó. Và khi đó nó chỉ dừng lại là đồng hành theo kiểu nhất thời. Tức là nếu như mình gặp bất kỳ một cái người đi đường nào họ nói với mình đều giống cái kiểu đó, chứ mình không phải dành cho cái đối tượng mà đi với mình theo kiểu thân chủ lâu dài. Tại vì các bạn mà không có ra được nhiều cái phương án tối ưu hơn đó là bởi vì các bạn không nhìn thấy đâu là trụ cột chính trong đây. Trong đây có ba đối tượng và cách giải quyết vấn đề phụ thuộc hoàn toàn vào ba đối tượng. Lúc này nó mới là phong phú ra để quý vị thấy là rất nhiều phương án lựa chọn khác nhau, mà nãy giờ ai trả lời cũng là một trong những phương án đó hết, mà không thể nói được mà một trong những cái cách quý vị trả lời là đúng, mà phải biết chân thật cái gì. Cái gì? Cái thằng ta này nè, tình nó tới đâu? Rất quan trọng, đây là quan trọng số 1. Cái trình thằng ta này với trình thằng B này, thằng nào bự hơn? Nếu mà cái thằng âm bên dịch vật này nó bự hơn cái trình nó ra thôi, cáo lui đi làm được đâu, đừng nói gì nữa. Bạn mà gớ vô nữa là coi chừng đổ gãy luôn đó, mùa hè này vô hiểu không? Vô thấy được nó lệ thuộc hoàn toàn à. Thì khi mình nhìn cái góc độ đó có người mình thấy nó kinh khủng, nó nhiều cái cả. Hiểu là cái trình gì? Cái trình này là cái trình ác nè, cái trình này là cái trình thiện nè. Nếu mà thằng này mà nó quỷ quyệt hơn thằng này nữa, nếu mà nó quỷ quyệt dỗ cái thằng này đi thì coi như thằng này nó làm này đóng tác dụng. Đâu có nghĩa đâu, này đâu có nghĩa này nữa đâu. Vậy là phải xét cái mối quan hệ của mức độ mình với đúng rồi, mức độ thân thiết của mình với thằng chưa bắt đầu tới nè, đã bắt đầu phải xét tới thằng này mới xét tới thằng A nè. Bắt đầu thằng A đây là gốc của vấn đề nên là chưa có xét tới nó, mà xét hai thằng này trước nè. Hai thằng này trước là mình quyết định là tiếp hay là không tiếp. Nếu như mà thằng này cái mối quan hệ nó thân thiết với thằng này hơn là mình thân thiết với thằng này, phải dẹp. Các bạn mình được đó. Ví dụ là chung lớp đi ngày 6 tiết, nó nhiều hơn mình cái 3-4 lần lắm đó, đó là coi như là vô phương. Cho em xin vô phương. Vậy nếu như mà bạn vẫn cố chấp muốn làm thì bạn phải làm sao? Tức là rơi vào tình huống là không thể tự nang thì bạn phải làm sao? Nếu như cái thằng này đó bắt đầu ra một trường hợp, phải không? Xử lý trường hợp đó, hồi ra trường hợp nữa này, hồi ra trường hợp nữa này, hồi ra trường hợp nữa này, hồi ra trường hợp nữa. Nếu như thân chủ của mình rơi vào những một trong những trường hợp này thì phải xử lý khác nhau, không giống nhau. Theo phân tích này gà ghê à? Còn phải xét cái độ tuổi của cái thân chủ mình nữa. À, chưa, tôi chưa gớm tới này. Tôi gớm vô này là mất một đùi nữa nè, bây giờ tôi mới xử lý này thôi. Chứ còn nếu thằng này nó thân hơn, thằng này này không thân bằng. Mà một cái việc vẫn phải làm vì đó là một cái việc bất khả cả từ chối, không thể từ chối được phải làm. Thì quý vị phải lộ trình làm lộ. Có cái lộ trình để làm. Lộ trình là như chị chắc chắn phải là cái lộ trình là quý vị cưa đổ cái đối tượng này, đó là bắt buộc, không có thằng khác. Cưa như cưa người tình vậy, cưa phải cưa đứt nữa. Quý vị mà cưa hợp đất thì sao? Cưa sao hả? Cưa sao? Tiếp tục bắt đầu dài, bắt đầu tiếp cưa sao? Nếu như
mà cái người A mà đi cưa cái người B để cho người B có tình cảm thì nó không phải là trị liệu. Không phải trị liệu đó. Mà xin thưa trị liệu là rất vô chỗ này. Nó rất vô cái này là một rất vô là kinh khủng luôn. Trăm là dính tới chín chục rồi đó. Đó lý do sao mà bà trị liệu là dính thằng chồng điên. Mày cười mày nói gì đi. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu cái chuyện hôm qua rồi. Vậy thì còn lại 10% đó là cái gì? Vậy thì mối quan hệ này phải xây dựng bằng gì đây? Bằng gì? Tính giác hả? Bằng gì? Tâm từ. Một cái tính nó là quan trọng tính nhất. Một cái tính quan trọng nhất tính mà xa. Trong tất cả những tính cao thượng nó là phải đầu tiên. Nó phải là đầu tiên. Tức là xây dựng không phải bằng tình cảm mà bằng niệm tình. Cái người A này phải có sự tin tưởng cái người chị dục hơn. Quý vị làm được chuyện đó. Quý vị làm được chuyện đó. Mình xây dựng niềm tin. Xây dựng niềm tin cho thân chủ. Khi mà thân chủ có niềm tin nơi bạn nhiều hơn rồi, ok, rất dễ. Tức là nếu như niềm tin của thân chủ dành cho bạn lớn hơn niềm tin của thân chủ dành cho đối tượng này, bạn khả dĩ cũng có thể chịu điều được. Ngược lại, không chịu được. Ngược lại thì bạn phải đi kiến tạo làm cho niềm tin nó tăng trưởng lên đây rồi bạn mới chịu được. Ví dụ như con, ví dụ mình đang trong cái quá trình tương tác với thân chủ như vậy thì mình cũng đã có một thời gian. Bây giờ mình muốn xét xem là cái mức độ tin tưởng của người thân chủ A đối với mình là bao nhiêu thì mình nên làm cách nào? Đây chính là cái kiểu kiểm tra tam giác này. Cái tam giác này chính là cái kiểu kiểm tra. Có mức kiểm tra cái mức độ tin tưởng đó, nó nằm ở mức nào? Chứ. Tức là nếu như có một cái vấn đề, nếu mà ta nói với cái người A này là is, người B nói với người A này là không is, người A chọn nè, chọn không biết, đâu ta biết rồi đó. Nó biết hả? Nó cái một kẹo rất là nhỏ rồi đó, nó biết. Lúc đó chưa đủ cái sự tin tưởng, chưa đủ tín. Phải làm cho tín tăng trưởng lên. Tín nó tăng trưởng nó mới mở đường cho một loạt cái tấm thiện sao được. Nếu tín không có cái tấm thiện rồi lên. Phải mở như này trước nè. Thì khi mà mở được cái tỷ lệ của ta là 51-49 rồi đó. Ha, đó là 51-49 rồi đó. Là có cơ hội rồi đó, lúc này chị liệu được rồi nè. Lúc này nó tương tác lên cái thằng em. Thì lúc này mới xét tới thằng chủ A. Mới xét tới thằng chủ A bắt đầu gì? Nó thuộc dạng nè. Xét hạng người hay sao này? Vừa hạng người, vừa trình độ, vừa cái kiểu đó. Mỗi một cái kiểu thân chủ phải có cái khác nhau. Có thể chia theo giới tính, có thể chia theo tôn giáo, có thể chia theo cái sở thích, có thể chia theo học thức, đủ các kiểu. Thì không thể nào có một cái mẫu số chung cho cái đó, tùy thân chủ. Bắt đầu mới chia thân chủ ra, đó, bởi vì thân chủ khác nhau thì cái cách tương tác nó cũng sẽ khác nhau. Thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp mà giống như nãy thì Moni nói, là cái cách tương tác của thầy Moni. Hiểu không? Vậy nó ví dụ, rồi nó cũng có xảy ra trường hợp cái tương tác của cô Tuấn. Ví dụ như nếu mà bắt đầu chia theo thân chủ người này là cái người gặp qua đường, gặp qua đường, nhưng mà họ có niềm tin chúng ta đủ rồi. Ê, ta hướng dẫn họ khác, giống như các cô Tuấn này nè. Ngồi lắng nghe người này kể, nó tin nó mới kể đó, nó tin nó mới kể là được 51 rồi đó. Chứ không phải nó thèm kể đâu. Ta rất là đảm bảo được cái tiêu chí này trước ha. Cái tiêu chí này phải xử lý chứ, không có cái tiêu chí này không làm được cái đó. Hay sau khi nó kể rồi, ok, bởi vì đó không phải là cái thân chủ mà ta có cái trách nhiệm mà chỉnh sửa một cách nó lâu dài liên tục gần gũi, cho nên ta chỉ xử lý vấn đề ở cái tầm năm nhất thôi. Rồi ok, mình nghe hết. Cái chuyện mà nghe rất dễ, nhưng chuyện sửa nó khó. Nghe cho ý kiến nó rất dễ, dễ lắm, nghe mà cho ý kiến dễ lắm. Thì cuối cùng chỉ có cô chú vậy chứ mà chị lại đó hả? Thì chú ý kiến nó dễ lắm. Đó là cái trường hợp của chị. Nhưng mà tâm lý nó dễ nhất, tham vấn nó dễ nhất. Đây thì ok đó, mình nói chị á, ở bạn như vậy không được, người kia như vậy không được, bạn nên làm vậy như vậy vậy. Làm thế nào là chuyện vui, chuyện vui. Đó là dành cho cái thân chủ, cái dạng mà không phải là mình có một cái trách nhiệm mà liên đối mật thiết.
để sửa. Ta làm gì? Như vậy bắt đầu đến dạng thứ hai là chia thành chủ này, là cái dạng mà ta có cái trách nhiệm liên đới trực tiếp để phải sửa cho cái chủ đó. Phải làm cái không làm được vậy. Vậy thì nếu như ta mà có cái trách nhiệm trực tiếp với nó thì sao vậy? Bây giờ muốn sao? Bây giờ muốn sao? Thì muốn đi nó đưa một cách, một hướng là hạn chế cái thời gian để nó tiếp xúc với đối tượng đi bằng cách là tăng cái thời gian nó tiếp xúc với một môi trường tích cực khác hoặc là môi trường do ta chế tạo. Tức là ta đang ngăn cản cái duyên để cho đối tượng A liên kết với tường B trở lại. Đó là một cách nhân xúc. Nhưng mà nếu như nó học chung một lớp giống như hồi nãy nói thì đâu ngăn cản được cái thời gian tiếp xúc của nó mấy tiếng đồng hồ trong trường đâu. Như vậy thì sự xúc đó nhưng mà mình đâu nhất thiết là trong không gian. Bắt đầu cái gì mới thấy là vậy thì dù có thể làm cho cái đối tượng này ngăn cách đối tượng này bằng cách thiết kế cho đối tượng này có một sở thích khác, khi cái sở thích nó đã thay đổi thì không thể nào nó u theo đối tượng B nữa. Bởi vì sở thích nó đã khác nhau rồi, nhân sinh quan nó đã khác nhau rồi, cho nên nó không gặp cái đó gì làm được. Ví dụ mình thấy B nó không có thích nhạc mấy, nhưng mà đối tượng A này là một người là có thể tái tạo cái việc là tình yêu âm nhạc, thì rủ đi tham gia câu lạc bộ như là thời gian nó tăng để nó tiếp xúc môi trường này nó lại nhiều, thậm chí sâu hơn một chút nữa. Ví dụ mình thấy thằng B này là nó thích nhạc trẻ, tập để thằng A thích nhạc trịnh, xong hai đứa đi với nhau không bao giờ chơi chung với thầy, không bao giờ gặp nhau là sẽ có lại nhạc trịnh trẻ. Vậy thì chúng ta đang cắt đi cái gì? Mà cắt cái duyên đó là cắt một cách rất là vi tế. Cắt đi sở thích cho mình xong rồi. Cắt cái nguyên lý đó. Bắt đầu nó giảm sao? Trời ơi, tôi nói mà để có thể đồng hành được với một người phải thương hơn mẹ thương con. Chứ không thể thương như mẹ thương con là không thể nào đồng hành. Thế nhưng mà trường hợp mà mình không có chưa từng giáp mặt với cái đối tượng B đó, mình chỉ biết được thông qua cái lời kể của đối tượng Nga á, thì nó đâu có nhiều cái mức mà mình có thể biết được. Được cái đó đi mấy thầy mày hỏi em biết, mình hỏi hả? Mày hỏi em biết, nhưng anh hỏi nó quan trọng lắm, nó là lý do sao mà tê ba học mà kỹ này mày phải hỏi quan trọng lắm. Hỏi biết chứ là cái người A biết cái gì về người B là ta biết được. Thậm chí là người em không biết người bé, ta còn có thể biết người bé không qua dữ kiện người em cho ta. Được biết ví dụ nữa, ví dụ cái người bé này á, là ví dụ như là họ là một cái đối tượng nào đó mà người A tiếp xúc bên ngoài, nhưng mà nếu cái người bé này lại là một cái đối tượng nằm trong cái môi trường mà người A này đang học tập luôn. Tức là phải làm cái này nó mới khó hơn. Thế giờ còn nói chưa khỏi đâu. Cái ta này bị vừa trị liệu đối tượng nào vừa trị liệu người B mà hai đứa này sát vô là nó cái đó mới chưa, cái đó là cái khó nhất, không còn nào khó hơn nữa, không còn nào khó hơn. Thì lúc này là vạn pháp vô duyên sinh, vạn pháp vô duyên diễn, còn nghĩ không có nghĩa không có bạc cái đầu. Thế làm sao cái gì đó, nhưng mà dĩ nhiên ta hoàn toàn cũng có thể can thiệp được, nhưng mà tới một mức độ nhất định can thiệp chứ, phải can thiệp vô, nhưng mà can thiệp phải còn xét là cái mối tương quan này tới đâu, cái mối tương quan nó tới đâu. Có mười người nói tâm điệp không ạ? Hai hai giờ sáng cái nó có dừng thì cho nó tiếp tục, nếu tiếp tục và nếu không bắt ủa còn sớm mà. Chắc đi mua đồ ăn quá. Đi mua lo. Vậy thì nếu mà phân tích cái này rồi, tôi cho cái gì nói đi. Tại vì thầy để con gan nghe cái hồi con gót chữ. Chữ thì quan trọng lắm. Tâm quá. Cái này là cái phổ biến á. Cái phổ biến. Vì không khéo léo là nghi khổ. Chịu cũng nghĩ hỏi tới nhà các bạn. Con làm hỏi tới nhà, con mua tới nhà. Tôi chịu nói vậy không? Có này là nhà trọ nữa.
vậy cái gì thi học mấy chị đều hứng thú à? Sợ gì nó hứng thú như vậy là tại vì cái gì đồng hành rồi. Chứ hồi trước tôi dạy này chú cái gì cũng hiểu mọi người. Phải có xây dựng cái mình đồng hành rồi thì học cái cuốn này nó mới có ý nghĩa. Rồi. Cũng có nhiều cuốn đó, nó cũng vậy đó, nhưng mà phải tới cái lúc đó đó thì mình học mới thấy cái giá đó. Chứ bình thường mà học em thấy, ủa cái này đấu xài đó. Tới khi như bây giờ cái gì đang đồng hành nè, đem mới học. Thầy tiếp tục cái người B đi thầy. Rồi cho anh kiếp. Cho con hỏi nghe. Ví dụ như mà trường hợp mà người A với người B cùng chung, cùng học chung trong một môi trường. Trong cái trường hợp bất khả kháng mình có thể chọn cứu người A và cứu người B được không? Tức là chỉ chọn một trong hai nữa. Từ bỏ. Con chỉ ý kiến đi. Con thấy sao? Con nghĩ nếu mà chọn một trong hai thì nó cũng có cái khó là ví dụ như mà mình chọn người A mà không chọn người B á thì lỡ B một khi B có kiểu mà giành giật qua kéo co qua lại đó. Thôi đứa nào mở tới thắng. Thế ưu tiên chứ là có mệt. Khó thì bỏ đi, ra vậy khó. Sao mà bỏ được? Để suy nghĩ. Mình phải trải qua rất là nhiều giai đoạn rồi mình mới tới cái bước mà chọn một trong hai đi có hơn. Chính xác. Nó phải trải qua rất nhiều. Nhưng mà cái việc mà như chọn một trong hai là phải làm sao cho nó không xảy ra. Đúng. Cái mình muốn là tất cả mọi người đều có thể phát triển được, chứ không phải là bỏ ai hết. Chứ không thể nào để cho cái chuyện đó xảy ra. Rồi, con hỏi thầy một câu nữa. Em nghĩ mình có thể, tức là ban đầu nếu mà thiết lập lộ trình để xây cho hai người này á, thì dĩ nhiên mình sẽ xét với cái yếu tố là trong năng lực của mình á, thì mình sẽ phù hợp làm cái gì với cái người này và phù hợp làm cái gì với cái người kia. Thì trong quá trình đó nó sẽ có những cái hoạt động gọi là điều chỉnh chung để hai người cùng có những cái nét giống, để sau này ít ra có những cái nó đồng thuận và nó vẫn còn trong nhóm đồng hành thì nó có thể cùng phát triển. Nếu mà trong trường hợp rất khó để tạo ra điểm giống thì nó sẽ bắt buộc mình phải chia ra được những cái điểm riêng biệt. Thì từ điểm riêng biệt đó, cái nào đó hợp với những cái mình có thể làm và mình tương tác theo cái kiểu gần, còn một cái tương tác theo kiểu xa nhưng tạo ra cái mối liên quan tương sinh trong cái người kia bằng những cái đối tượng khác, thậm chí những cái nhóm hỗ trợ, nhóm đồng hành khác. Tại vì mình biết người này nó có nhiều cái để mình thuận tiện mình làm hơn. Thì như vậy mình có thể vừa duy trì được cái cách thức để tương tác cả hai mà mình vừa cũng có thể được quan sát được luôn. Nó lại chưa tới cái trường hợp là rơi vào phải chọn lựa thì mới nghĩ tới đó. Chứ là khi mà đặt ra cái bài toán tôi mới vừa nói cái gì đó rồi gì hoàn toàn đổi cái đề mới rồi đó. Nghĩa là viên phân tích lại nó thấy cái gì để bỏ sót cái đúng rồi đó rồi. Mình phải phân tích chứ. Nhưng bây giờ cái đề toán nó đã khác với đề ban đầu rồi. Ờ đúng rồi. Vì nó có khác rồi mà nó đã khác rồi là quý vị hoàn toàn phải thay đổi dữ liệu hết. Đâu có xài dữ liệu cũ nữa. Là một bài toán mới phải được thiết đặt ra và phân tích bài toán mới đó. Nói tâm lý có nhiều khi mà nó còn rắn não hơn là bài giải toán đó. Như vậy nó có phải thuộc dạng mới như vậy không nha? Tức là bây giờ khi mà mình đổi mình, hai người kia A, B đều là thân chủ của mình, vậy không còn xét cái yếu tố là trình B gì nữa. Đúng rồi, rồi còn xét gì nó đâu. Nhưng mà phải xét, mà con nghĩ phải xét tới cái mức độ tính giữa ta với người A, mức độ tính giữa ta với người B. Tại vì ta... Nhưng mà nếu như mà có một cái mối quan hệ xà quần với A và B, nghĩa là tính của ta và A và ta và chắc chắn phải thua tính của A và B. Nó mới có ra xà quần. Đấy, nó mới có xà quần. Nhiều khi nó còn phức tạp hơn là chuyện mình ngồi mình giải luận lý. Bây giờ nghĩ còn quá não hơn là lý do sao mà chị thua toàn tập chị liệu biết rồi bạc đầu chị thua toàn tập trở thành cá bạc đầu á. Sẽ buông hết tất cả nãy giờ rồi.
bạn mà rớt vô ai quan trọng hơn là chết vô mày. Chưa chọn. Chọn. Mà bạn đi xét mức độ quan trọng của người A đối với bạn và người B đối với bạn. Cái phát biểu này nó khác hoàn toàn với phát biểu này của bạn. Tức là gì? Người A có quan trọng với bạn không? Có. Người B có quan trọng với bạn không? Có luôn. Giải quyết khác. Nhưng mà cái mức độ quan trọng này nó sẽ khác nhau. Không. Nó chỉ là quan trọng hay không quan trọng thôi. Không so sánh. Không thể so sánh được là mức độ. Đâu có cái cân nào so sánh được chứ. Hiểu không? Chỉ là xét người A quan trọng, người B quan trọng, xử lý khác. Người A quan trọng, người B không quan trọng, xử lý khác. Người B quan trọng, người A không quan trọng, xử lý khác. Hai A, B không quan trọng, xử lý khác. Những trường hợp đó đều có xảy ra hết rồi đó. Chính xác. Hỏi một câu mà hỏi nữa. Bốn trường hợp đó. Xảy hết rồi. Mà mỗi một trường hợp là phải xử lý khác nhau. Mà khi mà mình biết được mức độ quan trọng như vậy, mình mới có cách giải quyết nó tới luôn. Cái trường hợp khó nhất trong bốn trường hợp đó. Quan trọng. Hai quan trọng. Rồi, từ cái khó rồi qua tới cái khó khác. Vậy đó, nó mới kịch tính, nó mới kịch tính. Giờ chỉ xác định đi chị. Không, tâm lý, chị liệu mà đổ mồ hôi. Giờ chị xác định cái quan trọng đi chị. Rồi mình đi tiếp. Quan trọng này vẫn phải so sánh thôi, đúng không? Tính không. Giai đoạn. Không thể nào. Tới khi mà nếu mà cả hai điều quan trọng hết rồi không thể so sánh. So sánh là chết liền, so sánh được diễn viên kiểu nhìn đi nói nãy. Thì mình nên làm gì hả? Nếu mà mình... Cả hai điều quan trọng. Đúng. Nếu như cả hai điều quan trọng thì lúc này phải rất tỉnh thức. Cái điều gì là tối ưu nhất, là tốt nhất cho người nhà? Cái điều gì là tốt nhất cho người nhà? Bám vô đó mà làm. Xong, không bàn cãi gì nữa hết. Xong rồi cái tiền là chuyện của nó, không quan tới mình. Cái chuyện cần của mình làm là gì? Cái điều gì tốt nhất cho người A phải làm, điều gì tốt nhất cho người B phải làm. Còn cái chuyện mà nó đổ vỡ như thế nào trong cái mối quan hệ này tạm bằng cả chuyện. Bởi vì chúng ta đã đi đến cái đỉnh điểm của mâu thuẫn trị liệu rồi, không thể nào còn cách giải quyết khác nữa. Trước này là phải xài xử lý, không thể nào dùng tâm lý nữa. Okay. Hồi tưởng một mối quan hệ ngày xưa đó. Đó, cái gì mà tốt nhất cho người A phải làm, cái gì tốt nhất cho người B phải làm. Bắt chậm quá em. Nãy giờ là ta ra chứ, người bảy giờ là mới mất đó. Rồi. Thì đó là cái cách giải quyết tới thôi. Còn cái cách này khác nữa. Thì sao? Mà khi sau 4 trường hợp hết rồi. Quý vị mà giải quyết theo cách đó thì quý vị không rớt một cực đoan. Quý vị sẽ không khổ. Còn quý vị giải bất kỳ một cách quyết cách nào nha, căng rất liền. Ôi, cái người này ta thương hơn, cái người này ta thích hơn, ôi, cho cái người này chết. Người này thì ghét hơn, cho người này chết. Nếu mà rất cho cực đoan là nửa đêm gõ cửa không dám mở đâu. Sợ một trong hai con. Ờ, nó lại nó giết. Hai con lại luôn. Sao mày lúc nào cũng đưa lên đỉnh điểm vậy? Con mới từng giải quyết cái trường hợp ví dụ như là người A quan trọng, người B không quan trọng. Chưa gặp trường hợp kia. Chưa gặp. Thì mình cứ mình ngồi để tôi nhà tim đêm tôi thắp đèn trời cầu cho chuyện nó xảy ra với người bên kia. Tôi gặp là người A quan trọng thôi, người B không quan trọng thì con rất là dễ dàng xử lý với người A thôi. Tại vì chứ bất kỳ một cái trường hợp nào mà nếu mà xét gì yếu tố quan trọng thì nó dễ xử lắm, nhưng mà nếu cả hai đó thì khó. Thì cũng phải xài xử lý, không xài tâm lý. Trong khoảng thời gian gần đây con bắt đầu con quan sát chị thì nó mon men nó đã xuất hiện cái mối hệ như vậy. Thì con không biết là con nên giải quyết như thế nào. Cắt bỏ con đứa con ta. Đứa nở gần nó dễ tiện tay. Tại vì nếu mà xét thì họ đều nằm trong cái vòng quan trọng, quan trọng. Thì nếu như mình đã nằm ở trong cái vòng quan trọng rồi, trong mức truyền thông từ thứ ba, thứ hai, thứ nhất, thì lúc này phải xài xử lý, không xài gì khác. Điều gì tốt nhất cho người A phải làm, điều gì tốt nhất cho người B phải làm. Còn cái chuyện mà người ta có bằng lòng với chuyện mình làm không, chuyện của mình. Người ta có cảm thấy cái chuyện mình làm ta làm hữu ích hay không có sao chuyện. Như chuyện mình, thì đó là trách nhiệm. Tới lúc này là không có còn ví dụ mà người tâm lý gì nữa. Nó chuyển một cái, nó lên sang một cái tầm mới rồi. Một cái người nó đòi hỏi phải giải quyết nó bằng một cái cách. Thì đó, với cái cách giải quyết đó thì thấy không?
ta không có một cái sự ràng buộc hết. Tất cả là do nghiệp chúng sanh của mình. Nhưng mà không trọng nữa. Liệu như cái mình nghĩ là cái điều này là tốt nhất cho người A, nhưng mà nó còn một cái tốt hơn mình chưa nhìn thấy á. Mình chưa nhìn thấy cơm sáu nói. Khi mà mình đã chưa nhìn thấy nghĩa là cái nó không còn khả năng mình có thể làm. Đúng rồi, tức là cái lúc nào cũng phải xét cái trình của mình ra đó. Thì mới kể giống như là nếu mà mình không gớ vô nó đỡ hơn, mình gớ vô mình nghĩ nó sẽ tốt hơn, mà càng gớ nó càng tệ xuống á. Sao mình biết được rồi mình không rớ được, không rớ thì nó lại tốt hơn. Trong khi đó là mình đang trị liệu mà. Để mình thử rồi, thì mình kiếm 50 ăn, 50 thua. Không, không, không thể. Nó là trách nhiệm. Nếu như mình bỏ cuộc là mình còn bị cắn rất dữ. Thì mình không cứ một lần mình thử cái điều đó. Tức là đó là trách nhiệm bắt có quyền. Vậy phải là tại vì mình đang giải quyết để mình không bị cắn rứt sau này không? Đúng rồi, chính xác. Bởi vì nếu như bạn không giải quyết, bạn sẽ cắn rứt. Nếu bạn giải quyết thiên vị, bạn sẽ cắn rứt. Như thế rõ ràng cái chuyện mà nó thiện nhất để quý vị có thể làm là phải giải quyết một cách tối ưu nhất cho A, một cách tối ưu nhất cho B. Không thể khác hơn. Vậy mình phải ngầm phân tích rõ ràng là cái điều gì tốt cho người A, chính xác, gì tốt cho người phải, người phải có sự hiểu. Tại cái thời điểm đó mình nghĩ mình chỉ phân tích được con như nó thôi, mình không như đúng không? Chứ không thể nào mình lại nói rằng là có một cái nào đó nó khác tốt hơn thì sao, không đặt cái gì sao đó được. Vì nó không xảy ra. Tại ta chưa có nhận thức được cái tốt đó mà làm sao ta lấy đó làm cái đối tượng để ta tư duy được. Cho nên ta chỉ có thể làm ở trong cái ngưỡng nhất định của ta. Cái điều mà ta thấy biết chân thật là nó tốt cho ai, cái điều ta thấy biết chân thật là nó tốt cho ai. Thì nó không phải là sao. Thế mà mình trường hợp thì mình đem ra mình hỏi chở mình hỏi. Vì xuất hành của hai người đã phụ thuộc rất là nhiều vô cái người đồng hành. Chính xác. Rất quan trọng cho nên hỗ trợ, cho nên là quý vị thấy là người đồng hành cực kỳ quan trọng. Nếu như quý vị không có một sự hiểu biết, không có một sự tỉnh thức thì hãy chết bà. Con thấy đây cũng là một việc hỗ trợ trời, gián tiếp cho cái người chết bà nghiệp lắm luôn. Quý vị cộng nghiệp. Cho nên là quý vị phải làm sao để mà quý vị thấy là không có cắn rứt lùng tầm. Điều đó là cái điều quan trọng nhất. Mà bất kỳ trong đó có một sự bất thiện nào khởi lên là cắn rứt liền. Đó là đặc trưng. Nên phải rất là thận trọng. Không có đơn giản. Con chỉ mới đồng cảm hành không nhá. À từ đây con đọc những cái ca khó khăn gì. Cái trình cũng cao đó. Trời ơi. Thôi nghỉ này. Chưa có học xong phần C. Hôm nay chúng ta chỉ có chưa được một tháng nữa, trời ơi. Hôm hơn con sẽ đem một trường hợp con hỏi thầy.